Kính chào quý vị khán giả, chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin quốc tế mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc sau 7 ngày thực thi với việc lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo nối lại chiến dịch quân sự trên giải đất này. Trong thông báo, IDF cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn và bắn rocket về phía lãnh thổ Israel. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi IDF cho biết đã đánh chặn một rocket bắn từ phía giải Gaza. Về phía Hamas, theo kênh Al Jazeera, Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng đã đề nghị giao gia đình Bibas, gia đình thiệt mạng trong cuộc xung đột, cho người cha, đồng thời trả người cha để người này có thể tham gia chôn cất người và giao trả hai con tin Israel khác. Tuy nhiên, Israel đã từ chối tất cả những lời đề nghị này bởi vì trước đó họ đã đưa ra quyết định là tiếp tục tấn công giải Gaza. Theo Hamas, gia đình Bibas có 4 người bị bắt về Gaza vào ngày 7 tháng 10, trong đó có người mẹ và hai con đã thiệt mạng. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho đến nay đã chứng kiến 105 thường dân được thả khỏi Gaza, gồm 81 người Israel, 23 người Thái Lan và 1 người Philippines. Israel ước tính có khoảng 137 con tin hiện còn đang bị giam giữ ở Gaza và khẳng định Hamas phải thả tất cả các con tin dân sự là phụ nữ và trẻ em còn lại trước khi các thỏa thuận bổ sung được xem xét. Thỏa thuận ngừng bắn quy định rằng tối thiểu 10 con tin Israel phải được thả mỗi ngày. Thỏa thuận này hết hạn vào lúc 5 giờ ngày 1 tháng 12 giờ địa phương. Lệnh ngừng bắn kết thúc, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện loạt vụ không kích và bắn đạn pháo vào một số địa điểm ở thành phố Gaza. Người ta đã nghe thấy tiếng pháo kích dữ dội ở thành phố Khan Yunis ở Nam Gaza và từ phía Nam Israel nhìn sang có những cuộn khói dày đặc bốc lên. Người dân ở đây đang chạy trốn khỏi khu vực đến các trại tị nạn ở phía Tây để trú ẩn. Đây chính là nơi mà trong cảnh báo đưa ra ngày 17 tháng 11, Israel đã kêu gọi người dân Khan Yunis di chuyển tới và được nhìn nhận cho là dấu hiệu cho thấy Israel có kế hoạch tấn công Hamas ở Nam Gaza sau khi chinh phục miền Bắc. Trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 50 ngày, các cơ sở y tế ở Gaza đã trở thành những vùng chết chóc khi liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công của Israel. Theo hãng tin CNN, sáng ngày 15 tháng 11, các binh sĩ Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa ở Gaza để truy tìm lực lượng vũ trang Hamas. Chiến dịch này được triển khai dựa trên nguồn thông tin tình báo và theo tình hình chiến sự. Lực lượng phòng vệ Israel IDF, hành động này không nhằm mục đích gây thiệt hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân tại bệnh viện. Trước khi tiến hành hoạt động, đã có nỗ lực sơ tán người bệnh và người dân vô gia cư khỏi Al-Shifa. IDF cho biết đã mở một lối đi đặc biệt và thông báo trước cho ban quản lý bệnh viện về thời gian IDF tiến vào khu bệnh viện này. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, các lồng ấp, thiết bị y tế và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em sẽ được trung chuyển đến bệnh viện. Cũng theo IDF, quân đội Israel đã cung cấp 300 lít nhiên liệu cho bệnh viện Al-Shifa vào ngày 12 tháng 11, nhưng Hamas đã ngăn cơ sở chăm sóc sức khỏe này tiếp nhận. Sau khi tiến hành các trận giao tranh trên đường phố với các tay súng Hamas, quân của Israel đã bao vây Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, nơi điều trị hơn 650 bệnh nhân và che chở 7.000 người ở Gaza mất nhà cửa. Bệnh viện Al-Shifa bị tình nghi là cứ địa quan trọng của Hamas, thậm chí có thể là nơi giam giữ một số con tin trong các đường hầm sâu dưới nền bệnh viện này. Nơi đây còn khoảng 2.500 bệnh nhân và thường dân Palestine đang bị mắc kẹt bên trong. Sau khi tòa nhà có khu lồng ấp dành cho trẻ sinh non tại bệnh viện này bị đánh bom, các nhân viên y tế buộc phải đưa toàn bộ số trẻ cần chăm sóc đặc biệt ra giường thường, sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để sưởi ấm. Ngày 19 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại giải Gaza. WHO cũng cho biết, nhóm đánh giá tình hình nhân đạo đã mô tả bệnh viện này là một vùng chết chóc. Kêu gọi trên được đưa ra sau khi WHO dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện nhiều cơ quan khác nhau của Liên Hợp Quốc tiến hành đánh giá tình hình nhân đạo ở bệnh viện Al-Shifa. Tuyên bố của WHO cho biết, nhóm này đã đánh giá tình hình tại bệnh viện này là tuyệt vọng. Về cơ bản, không thể thực hiện chức năng một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, thiếu nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư y tế thiết yếu khác, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nã pháo và nổ súng trong khu vực. Nhóm đánh giá cho biết, họ chứng kiến một ngôi mộ tập thể chôn cất hơn 80 người ngay lối vào bệnh viện. Trong khi đó, hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy chất thải y tế và rác thải rắn, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây nhiễm. Nhóm cũng chứng kiến các cảnh tượng bệnh nhân, người bị thương và nhân viên y tế cố gắng sơ tán khỏi bệnh viện trong lúc giao tranh xảy ra xung quanh cơ sở y tế này. Hoạt động đánh giá nói trên diễn ra hôm 18 tháng 11
được tiến hành sau khi quân đội Israel yêu cầu di rời khoảng 2.500 người đang trú ngụ tạm thời tại bệnh viện Al-Shifa. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đối tác để xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp, đồng thời đề nghị được hỗ trợ đầy đủ để có thể triển khai kế hoạch này. Ông Ghebreyesus cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức để đảm bảo triển khai viện trợ nhân đạo mang tính bền vững đến giải Gaza. Giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, Philippe Giannarini cho biết UNRWA có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. UNRWA đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu, nhưng yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Philippe Giannarini, vì thiếu nhiên liệu, UNRWA sẽ không thể đưa xe tải qua khu vực phía nam của giải Gaza để chở hàng cứu trợ. Hơn 60 cơ sở của UNRWA ở Palestine bị tấn công, hầu hết trong số đó ở phía nam Gaza. UNRWA được thành lập vào năm 1949 nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và bảo vệ người tị nạn Palestine trong khi chờ giải pháp công bằng và lâu dài cho hoàn cảnh khó khăn của họ. UNRWA hoạt động ở Gaza, bờ Tây Jordan, Lebanon và Syria. Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc đánh giá chỉ 10% nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết được đưa vào giải Gaza. Khu vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói lan rộng. Gần như toàn bộ người dân đang rất cần được hỗ trợ. Cũng theo WFP, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo. Trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực, ngay cả khi các xe tải đến từ Ai Cập và dỡ hàng hóa xuống giải Gaza. WFP vẫn không thể tiếp cận dân thường ở những nơi trú ẩn vì không đủ nhiên liệu cho các phương tiện phân phối. Trước khi có được 7 ngày bình yên, Gaza đã trải qua hơn một tháng bị Israel tàn phá để truy quét các thành viên Hamas. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 18 tháng 11 cho biết quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công bộ binh vào giải Gaza. Ông Gallant nêu rõ, lực lượng phòng vệ IDF vẫn đang ở phía Tây nhưng cũng đang chuyển động dần sang hướng Đông. Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn, trong khi giới chỉ huy thì bị thương còn hàng nghìn chiến binh đã bị tiêu diệt. Chúng ta không ngần ngại thực hiện bất cứ hành động nào. Sự hiện diện của Hamas đang ngày càng giảm đi. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ truy quét tất cả những thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài giải Gaza. Hãng tin AFP Pháp ngày 30 tháng 11 dẫn một nguồn tin thân cận với phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lực lượng này đang sẵn sàng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tiến hành trao đổi con tin và tù nhân. Trong khi Mỹ đã hối thúc Israel thiết lập các khu vực an toàn cho người dân Gaza khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 7 ngày hết hạn vào sáng ngày 1 tháng 12. Hiện Israel chưa có bất kỳ hồi đáp nào trước thông tin trên. Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo Israel và bờ Tây vào ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hối thúc gia hạn lệnh ngừng bắn đang được thực hiện. Ông nêu rõ Washington muốn lệnh ngừng bắn kéo dài 8 ngày hoặc lâu hơn nữa. Theo ông, Israel cần phải thực thi các kế hoạch bảo vệ dân thường để giảm thiểu thương vong cho người dân Palestine. Trong đó có việc thiết lập các khu vực, địa điểm ở miền Nam và miền Trung Gaza để người dân có được an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật quốc tế trong ngày của chúng tôi. Phương Ly rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nổi bật nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.